Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính trong chương trình hôm nay: Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tiếp xã giao Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam nhân hội nghị gặp gỡ Thái Lan lần thứ hai tại tỉnh Lào Cai. Triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh. Tăng cường đổi mới quản trị nhà nước về thông tin truyền thông. Sáng nay, học sinh toàn tỉnh nô nức tiểu trường bước vào năm học mới với niềm hân hoan. Tin thế giới, đồng bằng Anh đã tăng lên mức cao nhất trong 2 năm qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân sự kiện gặp gỡ Thái Lan lần thứ hai tại Lào Cai, chiều nay 28 tháng 8, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tiếp xã giao bà Urawadi Sripirom, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành. Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong bày tỏ vui mừng khi có dự án của doanh nghiệp Thái Lan đầu tư tại Lào Cai phát huy hiệu quả. Nhấn mạnh quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam-Thái Lan đạt nhiều kết quả nổi bật, nhất là ở lĩnh vực xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư. Đồng chí mong muốn bà Đại sứ sẽ thúc đẩy quan hệ Lào Cai với các đối tác Thái Lan ngày càng tốt đẹp hơn, mở ra cơ hội hợp tác ở một số lĩnh vực thế mạnh như du lịch, thương mại, sản xuất. Cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của tỉnh Lào Cai, bà Urawadi Sripirom, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, bày tỏ vinh hạnh lần thứ tư đến thăm Lào Cai. Cảm ơn tỉnh Lào Cai đã phối hợp tổ chức thành công sự kiện đón công chúa Thái Lan đến thăm Lào Cai đầu tháng 8 vừa qua. Bà Đại sứ mong muốn tỉnh Lào Cai tiếp tục tạo điều kiện để trường tiểu học Nam Cường đủ điều kiện chính thức tham gia vào dự án. Bà Đại sứ bày tỏ, thông qua sự kiện gặp gỡ Thái Lan tại Lào Cai, giữa hai bên sẽ tìm kiếm sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, logistics để hợp tác giữa Lào Cai, Thái Lan ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau lễ tiếp xã giao, chiều nay 28 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam tổ chức chương trình kết nối Lào Cai, Thái Lan với chủ đề Lào Cai – Điểm đến thành công. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và bà Urawadi Sripirom, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam đồng chủ trì. Tham dự có đại diện các phòng ban Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao và gần 100 doanh nghiệp Lào Cai, Thái Lan cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương của tỉnh. Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, bà Urawadi Sripirom bày tỏ ấn tượng với tầm nhìn và những hoạch định phát triển của tỉnh Lào Cai, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Lào Cai trong tuyến vận tải đường bộ giữa hai nước Việt Nam-Thái Lan. Bà Đại sứ cho rằng đây là dịp để nâng cấp quan hệ hợp tác logistics, thương mại quốc tế, giao lưu nhân dân, cơ hội để các doanh nghiệp Thái Lan tìm hiểu đầu tư tại Lào Cai thời gian tới. Bà Đại sứ mong muốn Lào Cai là điểm đến thành công đối với các doanh nghiệp Thái Lan thông qua ba kết nối, chuỗi cung ứng, kinh tế địa phương và phát triển bền vững. Kết nối chiến lược phát triển bền vững giữa các chính sách kinh tế sinh học, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh của Thái Lan và chiến lược phát triển xanh của Việt Nam sẽ tạo ra nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa giữa tỉnh Lào Cai với Thái Lan, gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Lào Cai. Tại chương trình, các doanh nghiệp Thái Lan đặt nhiều câu hỏi về tiềm năng lợi thế của Lào Cai, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, nhất là lĩnh vực logistics, công nghiệp, năng lượng sạch, du lịch. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Lào Cai mong muốn bà Đại sứ quan tâm hỗ trợ, xúc tiến giúp các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư tại Lào Cai, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Lào Cai hợp tác với doanh nghiệp Thái Lan thời gian tới. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh, hoạt động này khẳng định quyết tâm của Lào Cai trong việc tiếp cận các nhà đầu tư, doanh nghiệp Thái Lan một cách thuận lợi, kết nối nhanh chóng và hiệu quả nhất với các doanh nghiệp của tỉnh. Tỉnh cũng mong muốn doanh nghiệp Thái Lan quan tâm đầu tư ở 4 lĩnh vực thế mạnh: công nghiệp, kinh tế cửa khẩu, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao.
chúng tôi mong muốn và kỳ vọng sớm được chào đón các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Thái Lan đến tìm hiểu và đầu tư tại Lào Cai. Chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất từ thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, vân vân, để nhà đầu tư Thái Lan yên tâm đầu tư lâu dài tại Lào Cai. Sau chương trình làm việc, đoàn công tác đi thăm khảo sát một số địa điểm tại khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai. Sáng nay 28 tháng 8 tại Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt triển khai văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về mở đợt cao điểm tổng điều tra, xác minh và tập trung đấu tranh truy quét tội phạm về ma túy trên địa bàn. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu một số đơn vị thuộc Bộ Công an các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Lai Châu, lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh. Từ năm 2020 đến nay, các lực lượng quyết liệt đấu tranh triệt phá 2 tụ điểm, 24 điểm phức tạp về ma túy, vô hiệu hóa 2 điểm phức tạp về ma túy, phát hiện điều tra xử lý gần 1.500 vụ, hơn 2.000 đối tượng, thu giữ gần 93 kg heroin, gần 23 kg thuốc viện, hơn 84 kg ma túy tổng hợp và nhiều loại ma túy khác. Hiện toàn tỉnh không còn tụ điểm phức tạp về ma túy, song tội phạm tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đề nghị đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ngành, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tập trung đấu tranh truy quét tội phạm về ma túy, hướng đến mục tiêu xây dựng thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn không có ma túy. Tăng cường, đẩy mạnh sự phối hợp, trong đó phối hợp nội bộ và phối hợp quốc tế. Đồng chí cũng quan tâm để phối hợp với các lực lượng của các địa bàn giáp danh, không thể một mình được đâu. Trong đó có Bộ Công an, có các tỉnh, quyết tâm quyết liệt để làm cái mốc sau này chúng ta quản lý, chúng ta theo dõi, chúng ta phấn đấu theo cái mốc đó. Theo kế hoạch, đợt cao điểm chia làm hai giai đoạn nhằm tạo lập lá chắn vành đai biên giới không ma túy. Thưa quý vị và các bạn, tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới quản trị nhà nước, tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển. Ngành Thông tin và Truyền thông Lào Cai đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là đổi mới công tác quản lý đối với các đơn vị trực thuộc, chuẩn hóa các quy trình nội bộ, sẵn sàng đưa hoạt động quản lý nhà nước lên môi trường số, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong các lĩnh vực chuyên ngành quản lý. Sau Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt hàng báo Lào Cai. Đây cũng là cơ quan báo đảng đầu tiên trong cả nước thực hiện cơ chế đặt hàng thông tin tuyên truyền sử dụng ngân sách nhà nước. Với cơ chế tự chủ theo hướng đặt hàng thì giúp cho cơ quan báo Lào Cai có được một cái sự chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động chuyên môn của mình, nội dung, hình thức của tờ báo, kể cả báo in, báo điện tử và các cái kênh mạng xã hội đều có được nâng cao chất lượng. Với nhiều nỗ lực, đến nay đã có 50 trên 150 quy trình giải quyết công việc nội bộ được ban hành và thực hiện trên môi trường số. Đây cũng là cơ sở để đơn vị tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương rà soát, chuẩn hóa quy trình nội bộ, sẵn sàng đưa hoạt động quản lý nhà nước lên môi trường số, xây dựng chính quyền số. Khi thực hiện được những cái quy trình nội bộ đó và áp dụng được công nghệ thì các cái dữ liệu hình thành lên trong quá trình mà thực hiện tất cả các nhiệm vụ nó sẽ tạo thành một cái cơ sở dữ liệu, một cái dữ liệu số cho cơ quan nhà nước một cách nó đồng bộ và nó hình thành được một cái cơ sở dữ liệu số đồng bộ trong cả cơ quan, thậm chí là cả cái bộ máy hành chính của tỉnh. Ngành Thông tin và Truyền thông cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai nhiều chính sách và văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trọng tâm là thể chế hóa quản lý hoạt động tuyên truyền, quản lý dự án chuyển đổi số của các cơ quan đơn vị, xây dựng cơ chế đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công đối với các lĩnh vực công nghệ thông tin, báo chí,
qua đó nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa ngân sách nhà nước và tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị. Trong thời gian tới thì Sở Thông tin Truyền thông sẽ tập trung vào một số các cái giải pháp sau. Cái thứ nhất là rà soát và điều chỉnh những cái quy định, hoàn thiện cái khung pháp lý làm sao cho ngành thông tin truyền thông để phù hợp với cái xu hướng công nghệ mới như yêu cầu quản lý hiện đại. Cái thứ hai là tiếp tục xây dựng những cái nền tảng chính quyền số và các quy trình thủ tục hành chính nội bộ để cải thiện quy trình quản lý và cung cấp dịch vụ công, nâng cao cái trách nhiệm tính minh bạch và hiệu quả. Tiếp tục hoàn thiện thể chế và đổi mới quản trị, ngành thông tin và truyền thông tỉnh đã và đang có những đóng góp tích cực cho tỉnh trong công tác quản lý chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển của thời đại công nghệ thông tin. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024. Nội dung kiểm kê đất đai năm 2024 bao gồm diện tích các loại đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, tình hình quản lý sử dụng đất sân golf, cảng hàng không, sân bay, khu vực đất sạt lở, bồi đắp và kiểm kê chuyên đề đất có nguồn gốc từ nông lâm trường. Nội dung lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 được xây dựng trên phạm vi toàn tỉnh theo đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh, qua đó nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch và sử dụng tài nguyên đất. Thời điểm kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 được tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, công an toàn tỉnh vẫn tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho người dân. Theo đó, công an các huyện, thị xã, thành phố, các điểm cấp lưu động, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của công an tỉnh đặt tại Trung tâm Dịch vụ Hành chính công tỉnh sẽ không nghỉ lễ. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp căn cước vẫn diễn ra bình thường. Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 22 giờ tất cả các ngày trong tuần. Với kế hoạch phục vụ này, người dân Lào Cai đang học tập làm việc tại các địa phương khác nhân dịp về nghỉ lễ có thể đến công an tỉnh và các địa điểm được bố trí để thực hiện thủ tục cấp căn cước theo quy định. Sáng nay 28 tháng 8, hơn 235.000 học sinh các cấp ở Lào Cai đã nô nức tựu trường, chính thức bước vào năm học mới 2024-2025. Các nhà trường đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tạo không khí vui tươi phấn khởi, chào đón học sinh trở lại sau gần 3 tháng nghỉ hè. Tại thành phố Lào Cai, trong buổi tựu trường, các em tham gia các hoạt động tập thể do thầy cô tổ chức. Đặc biệt ở bậc tiểu học, nhiều bậc phụ huynh hân hoan đưa con tới trường, cùng con ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Buổi tựu trường diễn ra thuận lợi, an toàn nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ gia đình và nhà trường. Hôm nay con cảm thấy rất vui và tự hào vì sau 3 tháng nghỉ hè con đã được gặp lại thầy cô, bạn bè. Hôm qua con đã ngủ từ rất sớm và dậy từ lúc 6 giờ để chuẩn bị quần áo, ăn sáng và chuẩn bị đồ ạ. Trong những ngày qua thì các bậc cha mẹ cũng rất là tích cực cùng phối hợp cùng với nhà trường đến trường cùng các thầy, các cô kiểm tra an toàn các thiết bị trong lớp học, trong trường học và tổng vệ sinh, khử khuẩn để cho các con đến trường được an toàn nhất. Ở các địa phương khác, nhiều hoạt động cũng được tổ chức để chào đón học sinh tựu trường trong không khí vui tươi, phấn khởi. Đặc biệt đối với học sinh đầu cấp, các nhà trường yêu cầu thầy, cô giáo dành thời gian cho các em làm quen với môi trường học tập. Đối với các em học sinh lớp 6 thì nhà trường phân công các thầy cô giáo quan tâm, phụ trách công tác chủ nhiệm, hướng dẫn các em học sinh làm quen với lại phương pháp học tập, thời gian biểu và thời khóa biểu cũng như là các môn học ở bậc trung học cơ sở để các em làm quen và có cái tâm thế tốt để bước vào học lớp 6 ở trường trung học cơ sở. Theo thống kê, tỷ lệ chuyên cần trong ngày tựu trường trên toàn tỉnh đạt cao. Cụ thể, tỷ lệ học sinh đến trường ở cấp mầm non đạt 86,3%, cấp tiểu học đạt 96,41%, cấp trung học cơ sở là 91,85% và ở cấp trung học phổ thông đạt 95,8%. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, tăng cường các giải pháp nhằm huy động 100% học sinh ra lớp trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng ổn định nền nếp học tập, quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm học mới 2024-2025. Thưa quý vị và các bạn,
Dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang được Hội Phụ nữ triển khai với nhiều cách làm phù hợp. Trong đó chú trọng phát huy vai trò của tổ truyền thông cộng đồng tại cơ sở nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân. Phản ánh tại huyện vùng cao Bắc Hà. Các thành viên cùng nhau chia sẻ công việc mái ấm hạnh phúc là thay đổi tích cực từ khi gia đình anh Lý Văn Chỉnh được tổ truyền thông cộng đồng của xã tuyên truyền vận động. Gia đình thì cùng nhau làm đấy, cả hai vợ chồng cả ông bà cùng nhau làm, hỗ trợ nhau, chia sẻ công việc cùng nhau làm thì công việc cũng tạo ra cái gắn bó hơn, gia đình sẽ yên ấm hơn. Với 7 thành viên gồm cán bộ hội phụ nữ, công an viên, trưởng thôn, người có uy tín, tổ truyền thông cộng đồng xã Cốc Lầu chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của bà con về bình đẳng giới, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong tổ truyền thông thì thường xuyên thì rất là tuyên truyền về cái phòng chống tảo hôn, là tuyên truyền các hội viên, gia đình luôn thực hiện chủ trương chính sách là vợ chồng thì sinh đẻ có kế hoạch. Triển khai dự án 8 từ năm 2021 đến nay, Hội Phụ nữ huyện Bắc Hà thành lập 66 tổ truyền thông cộng đồng tại 14 xã với gần 500 thành viên. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, hội tổ chức 6 lớp tập huấn cho 340 thành viên, 3 chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, 1 cuộc thi tuyên truyền viên giỏi. Qua đó, giúp các thành viên có thêm kiến thức, kỹ năng tuyên truyền tại thôn bản. Đưa đến rất nhiều cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước là đến gần với rất nhiều người dân và đến rất nhiều đối tượng khác nhau. Tác động của dự án 8 theo thời gian thì cái sự chuyển biến ở trong người dân đã thấy rất là rõ rệt. Với đặc thù địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các vấn đề về bình đẳng giới còn tồn tại. Bởi vậy, việc triển khai hiệu quả dự án 8 đang góp phần thay đổi nhận thức, dần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong mỗi gia đình, cộng đồng, nâng cao vị thế phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp theo chương trình, tiếp tục mở hệ thống xác nhận nhập học đến trước 17 giờ ngày 31 tháng 8. Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đồng ý tranh luận. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục mở hệ thống xác nhận nhập học để thí sinh hoàn tất thủ tục đến trước 17 giờ ngày 31 tháng 8. Kết thúc đợt 1 vào 17 giờ ngày 27 tháng 8, cả nước có 122.000 thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học. Trong đó có một số thí sinh khi nhập học trực tiếp tại trường mới phát hiện chưa xác nhận nhập học trên hệ thống. Để hỗ trợ các em đăng ký nhập học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục mở hệ thống đến trước 17 giờ ngày 31 tháng 8. Bộ cũng lưu ý những thí sinh đã trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định và không có lý do chính đáng, coi như thí sinh đó từ chối nhập học, cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở, nhân lực và các điều kiện cần thiết để triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine sởi đảm bảo kịp thời hiệu quả. Theo đó, chiến dịch tiêm vaccine sởi đợt này sẽ được triển khai tại 100 huyện, thị xã của 18 tỉnh, thành phố có nguy cơ cao bùng phát dịch và mở rộng độ tuổi tiêm cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi. Để chuẩn bị cho chiến dịch, Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương chuẩn bị tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống dịch sởi năm 2024, đảm bảo tiến độ an toàn tiêm chủng. Đồng thời chủ động tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch, không để bùng phát trong cộng đồng. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin quốc tế. Sáng 29 tháng 8, giới chức an ninh Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc gặp tại thủ đô Bắc Kinh nhằm trao đổi quan điểm về các lĩnh vực cùng quan tâm. Trong cuộc gặp, quan chức Trung Quốc và Mỹ đều đánh giá cao tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của các cuộc gặp giữa hai bên trong việc xây dựng mối quan hệ giữa hai cường quốc thế giới này. Trong cuộc họp, ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ dự kiến sẽ thúc đẩy việc tăng cường liên lạc quân sự giữa hai nước. Trước cuộc gặp này, ông Jake Sullivan cũng đã có cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về việc tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước cũng như khả năng liên lạc giữa các bộ tư lệnh chiến trường.
Ngày 28 tháng 8, Liên đoàn Ả Rập đã lên tiếng chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel tại phía bắc khu vực bờ Tây, cho rằng các cuộc tấn công này là hành động leo thang nghiêm trọng, đe dọa cả khu vực Trung Đông. Trong tuyên bố của mình, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập đã chỉ trích việc Israel phá hủy cơ sở hạ tầng, bảo vệ các bệnh viện và thực hiện nhiều hành động khác, coi đây là hành động nhằm phá hoại các thỏa thuận hiện có. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng đã ra tuyên bố lên án các cuộc tấn công quân sự gần đây của Israel vào các thành phố phía bắc khu bờ Tây, khiến nhiều người Palestine thiệt mạng và bị thương. Sáng 29 tháng 8, cơn bão Sansan đã đổ bộ vào đảo chính Kyushu, miền Tây Nam của Nhật Bản, đem theo mưa lớn và gió mạnh. Ước tính bão đã khiến ít nhất 3 người tử vong và hàng chục người khác bị thương. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 29 tháng 8 theo giờ địa phương, bão đã đổ bộ vào tỉnh Kagoshima với sức gió lên tới gần 220 km/h. Mưa bão gây lở đất cũng đã khiến 3 người tử vong và 2 người bị thương ở tỉnh Aichi, trong khi ít nhất 9 người bị thương ở tỉnh Kagoshima và Miyazaki lân cận. Trên đường đi, bão cũng đã làm hư hại nhiều tòa nhà và khu dân cư. Ước tính hơn 250.000 hộ gia đình tại khu vực Kyushu rơi vào cảnh mất điện trong sáng ngày 29 tháng 8. Nhà chức trách cũng đã thông báo ngừng vận hành tất cả các dịch vụ tàu cao tốc và đường sắt trên đảo Kyushu. Tạp chí du lịch nổi tiếng Time Out của Anh vừa công bố danh sách 13 thành phố có cuộc sống về đêm tuyệt vời nhất thế giới, trong đó nhiều thành phố châu Á đã góp mặt và giành được vị trí cao. Dẫn đầu danh sách là thành phố Rio de Janeiro ở Brazil. Các điểm giải trí về đêm ở thành phố ven biển này được đánh giá cao về chất lượng lẫn giá cả. Một đại diện ở châu Á là thủ đô Manila của Philippines được xếp ở vị trí thứ hai. Cuộc sống về đêm nơi đây được đánh giá là đẹp đẽ, rực rỡ và tràn đầy sức sống. Đặc biệt, Manila được xem là nơi cung cấp các dịch vụ vui chơi về đêm có giá cả phải chăng nhất trong danh sách của Time Out. Chuỗi live show kéo dài 5 tuần của nữ ca sĩ Adele tại thành phố Munich của Đức đã bước sang những ngày cuối cùng. Nhưng dường như sức nóng của họa mi nước Anh vẫn chưa hề thuyên giảm. Trong chuỗi live show tại Đức, mỗi đêm diễn Adele sẽ trình bày 24 ca khúc, trong đó có nhiều bài hit mang lại tên tuổi của cô như Hello, Sapphire to the Rain, Someone Like You hay Skyfall, và mỗi ca khúc đều khiến sân khấu bùng cháy với sự cuồng nhiệt của fan hâm mộ. Điểm nhấn của show chính là khu vực biểu diễn được xây dựng riêng với sức chứa 80.000 người, cùng tổng chi phí lên tới 130 triệu euro. Chính quyền thành phố Munich cũng đánh giá sự kiện có thể mang lại khoản thu lên tới 500 triệu euro cho thành phố này. Quý vị và các bạn thân mến, cây cầu Hạnh Phúc qua sông Chảy trên địa bàn phố Giàng của huyện Bảo Yên được đưa vào sử dụng năm 2015, thay thế cho cây cầu treo cũ, đảm bảo giao thông, giao thương thuận lợi cho người và phương tiện hai bên bờ sông Chảy, đóng góp vào sự phát triển chung của vùng đất lịch sử phố Giàng. Ngoài giá trị về giao thông, cây cầu còn tạo nên vẻ đẹp thơ mộng cho thị trấn. Trong một khoảnh khắc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp của cây cầu Hạnh Phúc tại thị trấn phố Giàng. Sông Chảy quê anh yêu dấu, sông sông mê mai bốn mùa, trong mắt lượn theo trên bờ xanh, yêu người đêm ngày sông hát cho rộn ràng phố khắp vang xa, nơi đây có người con trai sinh ra để em yêu suốt bắt sông giặc lai mỹ, trái sông chảy dài phong phú giang xưa, và hôm nay trên con đường đổi mới. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cung cấp, đêm nay và ngày mai do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ hoạt động yếu, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, vùng thấp có nơi nắng nóng, vùng cao đêm về sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Dự báo ngày 30 tháng 8, khu vực vùng thấp của Lào Cai tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt,
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời tiết nắng nóng, độ ẩm không khí thấp, nhu cầu sử dụng điện tăng, người dân cần cẩn trọng phòng chống cháy nổ, hỏa hoạn, tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Sau đây là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C, đường trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C, đường trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C, đường trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C, đường trung bình trên 80%. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C, đường trung bình trên 80%. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.